Các em học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 8 sách cánh diều chương 4 bài 2 phần tiếp theo. Trong video hôm nay các em sang phần ba la mã, chúng ta cùng tìm hiểu về thể tích của hình chóp tứ giác đều. Xét vật thể có dạng hình chóp tứ giác đều SABCD như ở hình 16. Thả dây dọi từ đỉnh S của hình chóp đó sao cho quả dọi chạm mặt đáy của hình chóp. Quả dọi chạm mặt đáy của hình chóp tại điểm O thì ta gọi đoạn thẳng SO là chiều cao của hình chóp tứ giác đều SABCD. Được chưa? SO có độ dài bằng H thì SO bằng H là chiều cao của hình chóp tứ giác đều SABCD. Rồi, để các em dễ hình dung hơn thì thầy giáo sẽ đặt eke vuông góc với mặt bàn. Đặt eke vuông góc với mặt bàn như thế này. Thì cạnh góc vuông thứ nhất của eke nằm trên mặt bàn. Ta thấy sợi dây dọi nó nằm trên cạnh góc vuông thứ hai của eke. Và cái điểm O, cái điểm mà quả dọi chạm với mặt bàn, nó chính là đỉnh góc vuông của eke. Chính là đỉnh góc vuông của eke. Được chưa? Thầy giáo vẽ như thế này để cho các em dễ hình dung. Ta có thể tính được thể tích của hình chóp tứ giác đều khi biết diện tích đáy. Diện tích đáy tức là diện tích của hình vuông ABCD và chiều cao SO. Rồi, cụ thể, thể tích của hình chóp tứ giác đều bằng 1 phần 3 tích của diện tích đáy với chiều cao. Tức là V bằng 1 phần 3 nhân S nhân H. Trong đó V là thể tích, còn S là diện tích đáy. S là diện tích đáy, tức là diện tích của hình vuông ABCD. H là chiều cao, tức là H bằng SO. H là chiều cao của hình chóp tứ giác đều. Thì cũng giống như là cách tính thể tích của hình chóp tam giác đều. Thể tích của hình chóp tứ giác đều cũng bằng 1 phần 3 nhân với diện tích đáy và nhân với chiều cao. Nó chỉ khác ở chỗ là diện tích đáy của hình chóp tam giác đều là diện tích của tam giác đều. Còn diện tích đáy của hình chóp tứ giác đều là diện tích của hình vuông. Rồi, để cụ thể hơn thì chúng ta sang ví dụ 2. Một hộp quà lưu niệm có dạng hình chóp tứ giác đều với độ dài cạnh đáy là 8 cm và chiều cao là 9 cm. Các em quan sát hình 18. Tính thể tích của hộp quà lưu niệm đó. Rồi, để tính thể tích của hộp quà lưu niệm, tức là các em tính thể tích của hình chóp tứ giác đều, thì các em áp dụng công thức thể tích bằng 1 phần 3 nhân diện tích đáy nhân chiều cao, tức là 1 phần 3 nhân với diện tích đáy. Diện tích đáy của hình chóp tứ giác đều chính là diện tích của hình vuông. Và hình vuông này có cạnh là 8 cm. Hình vuông có cạnh là 8 cm thì diện tích là 8 bình phương nhân với chiều cao. Chiều cao ở đây người ta cho là 9 cm. Các em lưu ý các kích thước này phải cùng đơn vị đo nha. Phải cùng đơn vị đo. Rồi, 1 phần 3 nhân 8 bình phương nhân 9 bằng 192 cm³. Rồi, các em giải thể tích của hộp quà lưu niệm đó là V bằng 1 phần 3 nhân 8 bình phương nhân 9 và bằng 192 cm³. Ở đây là cm, cm thì thể tích là cm³. Rồi, như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc em học tốt.